khi đã đi bộ, sau khi đi bộ chán chê thì mình tắp vào đường sách của Hồ Chí Minh. Trong đường sách có những gì? Tất nhiên đường sách là bán sách à? Có thể là sẽ có một cà phê, có ghế để ngồi, có được khá là sạch sẽ. Tiệm sách có nhiều nhỏ, không chỉ bán sách mà bán những cái đồ tranh ảnh, đồ thủ công mỹ nghệ, tranh vẽ, tranh và xe buýt sách luôn. Gấu ngồi trong lái xe thôi, các bạn cửa các bạn thật hơn chút. Đây là văn sách, văn đầu thiệp đồ thủ công mỹ nghệ, đồ dùng học tập cho các bé, quán cà phê rồi các đồng phương nam. Mình không biết là gì, Naruto hay gì không biết nữa. Chung là được sách, có một chương trình thì bán sách, bán một số được. Anh muốn vẽ chân dung miễn phí để cho thầy cô chú này. Chung là vẽ chân dung miễn phí được sách, có vẽ phải ngồi lớp 10 những cuốn sách cần học. Sách được trong cửa hàng chắc sách này sẽ đọc miễn phí cho mọi người. Được sách không chỉ bán sách mà còn có bán cà phê, các bạn có thể mua sách, mua đồ, mua cà phê và đọc sách, mua sắm những cái đồ linh tinh cho bản thân, cho gia đình. Sách 24 giờ các con viên cho trẻ em chơi. Đây các bạn sẽ ăn không được hút thuốc này. Chắc không được hút thuốc. Sách sẽ có một bộ sách thứ hai cho tôi mua cái này. Looks good.